Ladies and gentlemen, the victory ceremony for men's 400 individual medley relay. Please welcome to the podium the medalist. Ladies and gentlemen, bronze medalist, Singapore, represented by Bang Cheng Jun, with a time of 4 minutes 23.54 seconds. Ladies and gentlemen, silver medalist, Indonesia, represented by Aflah Fadlan Prawira, with a time of 4 minutes 22.73 seconds. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Vietnam. Gentlemen, presenting the 29th SEA Games medalists for men's 400 meters individual medley relay.
em hơi hoảng tại vì chiến thuật của em là dồn vào ngửa và ếch, nhưng mà đến đó em vẫn còn thua nên em rất là hoảng, nhưng mà tới xã thì em may mắn rút lại. Kết quả ngày hôm nay có khiến bạn bất ngờ? Dạ em rất là bất ngờ tại vì em không nghĩ là mình được huy chương vàng và đồng thời phá kỷ lục. 15 tuổi phá kỷ lục SEA Games, bạn nghĩ trong tương lai mình có thể tiến xa hơn không? Dạ có, em nghĩ là mình sẽ bước chân được đến giải thế giới. Một số kênh truyền hình nước ngoài gọi bạn là ngôi sao mới trên đường đua xanh, bạn nghĩ như thế nào? Dạ em nghĩ không có, em không phải là ngôi sao. Bố bạn đã nói gì với bạn khi bạn giành chiến thắng? Dạ ba em vui không nói nên lời. Tuổi 15 trong lần đầu tiên trong SEA Games giành huy chương vàng này thì cái em có suy nghĩ đầu tiên điều gì khi chẳng may vào thành tích và biết mình Dạ em rất là vui mừng vì mình phá được kỷ lục, tại vì kỷ lục là một người lập tại đất nước của mình ở vào SEA Games 22 và kỷ lục đó tồn tại 14 năm và em phải phá nó bằng được. Ngày hôm nay bạn muốn gửi lời cảm ơn đến ai? Dạ các bác ngoài tổng cục đầu tiên và thầy Đặng Anh Tuấn, thầy Nguyên và cô Hạnh. Tuổi 15 của em thì em có cảm thấy cái thể trạng của mình còn thua kém nhiều so với các Dạ có chứ, tại vì em người bơi kế em anh Bang Sen Yun thì tướng rất là to và cơ rất là khỏe mạnh. Ai hỏi gì không? Bình thường thời gian bình thường thì em thường sử dụng thời gian rảnh làm gì? Dạ gần đây thì em thường hay coi lại 400m hỗn hợp ở giải SEA Games 28 tại Singapore. Ngay cả lúc giải trí chúng ta cũng...